Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo khác trong vụ Việt Á. Khoảng 8 giờ 30, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được dẫn giải đến tòa. Ông Nguyễn Thanh Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi nhận bản án sơ thẩm 18 năm tù về tội nhận hối lộ, số tiền 2,25 triệu USD. Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phan Quốc Việt bị xử phạt 29 năm tù về hai tội vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ. Ngoài ra, các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ khoa học công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ kit test Việt Á về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo nội dung vụ án, đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, Phan Quốc Việt đã cấu kết với các bị cáo khác để công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona do Học viện Quân y chủ trì với mục đích sử dụng kết quả để sản xuất, bán thương mại kit xét nghiệm. Quá trình nghiệm thu đề tài, cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất, bán ra thị trường kit test, Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng. Để tiêu thụ kit xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên tính toán và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc chỉ đạo đưa hối lộ tổng cộng hơn 34 tỷ đồng cho các nhà lãnh đạo, nhân viên tại các cơ sở y tế công lập trên phạm vi cả nước. Đại án Việt Á gây rúng động dư luận bởi mức độ nghiêm trọng trong hành vi hối lộ hàng chục tỷ đồng các quan chức. Ngoài ra, dư luận bức xúc bởi ngay trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, sinh mạng người dân mong manh, nhưng được sự hậu thuẫn của các tham quan, công ty Việt Á đã nâng giá kit test lên hàng trăm lần để trục lợi. Theo cáo trạng, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của nhà nước về việc giao các đơn vị chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, Phan Quốc Việt đã thông đồng, cấu kết với các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu. Phan Quốc Việt đã thông đồng cấu kết với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ để ông Hùng tác động Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ quyết định cho công ty Việt Á được thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm trái pháp luật với mục đích được sản xuất, bán test xét nghiệm thu lợi bất chính. Việt đã tiếp tục cấu kết với Trịnh Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu Phó phòng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng và các bị can khác thực hiện nhiều hành vi sai phạm giúp công ty Việt Á được kiểm định test xét nghiệm, được nghiệm thu giai đoạn 1 của đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời chính thức. Để thuận lợi cho việc bán test xét nghiệm trên phạm vi cả nước, việc câu kết với các bị can thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để được đề nghị tặng bằng khen, đánh bóng hình ảnh, thương hiệu. Ông chủ Việt Á cùng với các bị can thuộc Bộ Y tế để được hiệp thương theo giá đã được nâng khống, chậm kiểm tra giá hiệp thương để tạo mặt bằng giá, giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm, thu lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng. Để được các đồng phạm can thiệp giúp đỡ như nêu trên, Phạm Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng. Trong đó, Phan Quốc Việt đã hai lần đưa hối lộ Trịnh Thanh Hùng với tổng số tiền 350.000 USD, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Việc trực tiếp chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho các bị can tại Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, tổng cộng 2,65 triệu USD, tương đương hơn 60 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Trước đó, tài liệu điều tra thể hiện
sau khi công ty Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt đã gặp và nhờ Nguyễn Thanh Long tạo điều kiện giúp đỡ để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành và tiêu thụ được kit xét nghiệm. Nguyễn Thanh Long đồng ý và giao cho Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, nguyên thư ký của Nguyễn Thanh Long, là đầu mối liên hệ với Việt để giúp công ty Việt Á. Sau khi được ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo gặp Huỳnh, Việt nhờ và được Huỳnh can thiệp tác động ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng và bà Đào Phương Linh, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế trong việc cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, giới thiệu và tác động ông Đặng Đức Anh, viện trưởng và bà Lê Thị Quỳnh Mai, phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong việc kiểm định chất lượng kit xét nghiệm, đề xuất ông Nguyễn Thanh Long ban hành hướng dẫn quy trình cấp số đăng ký lưu hành khẩn cấp để có căn cứ cấp số đăng ký lưu hành tạm thời cho kit xét nghiệm của công ty Việt Á, tác động đến đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Nam Liên làm trưởng đoàn, để trì hoãn kết luận kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm. Ngoài ra, do biết kit xét nghiệm COVID-19 thuộc sở hữu của Bộ Khoa học và Công nghệ, hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành của công ty Việt Á không đủ điều kiện, nên ngoài việc đề nghị Huỳnh can thiệp tác động, Việt còn tiếp tục tập hợp các thông tin liên quan đến kit xét nghiệm và chuyển cho Huỳnh để Huỳnh báo cáo ông Nguyễn Thanh Long can thiệp tác động ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, phó chủ tịch hội đồng cấp số đăng ký lưu hành, được Bộ Y tế giao chủ trì họp hội đồng cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán, giúp công ty Việt Á được cấp số đăng ký. Qua đó, một vòng tròn gian dối khép kín về tiến trình kiểm định chất lượng, đăng ký lưu hành kit test đã được vẽ ra và các cựu quan chức là người bảo kê cho Việt Á dưới sự hỗ trợ đắc lực của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Để quá trình sản xuất và tiêu thụ kit test của công ty Việt Á diễn ra thuận lợi, Việt tiếp tục nhờ và được Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh can thiệp tác động để Bộ Y tế phân bổ 200.000 kit xét nghiệm cho các đơn vị, địa phương trên cả nước. Từ đó, các đơn vị, cơ sở y tế biết kit xét nghiệm của công ty Việt Á là sản phẩm chủ lực được Bộ Y tế sử dụng trong phòng chống dịch và sẽ liên hệ mua khi có nhu cầu. Tinh vi hơn, các bị can còn can thiệp, tác động, chỉ đạo bị can Nguyễn Nam Liên để Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần, thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm cho công ty Việt Á, giới thiệu với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố để công ty Việt Á tiêu thụ, bán kit xét nghiệm COVID-19 trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ông Long có vai trò thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch, nhưng lại có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, theo kết luận điều tra. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng trong vụ Việt Á. Vừa qua, sau 3 ngày đưa ra xét xử, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đưa ra phán quyết đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng nhóm cựu sĩ quan tại Học viện Quân y. Theo đó, tòa quyết định tuyên phạt Phan Quốc Việt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, ông chủ Việt Á phải chấp hành mức án chung là 25 năm tù. Bị cáo tiếp theo là Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, bị tuyên phạt 15 năm tù. Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, lĩnh án 12 năm tù, đều về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo bị tòa tuyên cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, 7 năm tù. Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, cựu trưởng phòng tài chính, 4 năm tù. Lê Minh Trường, cựu thiếu tá, trưởng ban hóa dược, cùng Học viện Quân y, bị tuyên án 6 năm tù. Và Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, cũng bị tuyên phạt 6 năm tù. Ngày 3 tháng 1,
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử đối với 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá nâng khống, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Trong đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị xét xử về tội nhận hối lộ. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.